trên đỉnh của pháo đài Henry. Pháo đài Henry chính thức được xây dựng vào năm 1805. Và sau 14 năm, đến khoảng năm 1820, thì nhà vua lãnh đạo vương quốc phía bắc của Haiti này vì lao động quá sức đã bị đột quỵ, là liệt nửa người. Ông ta rất là sợ hãi khi nghĩ đến cái viễn cảnh mình sẽ bị phản bội rồi phanh thây. Cho nên ông ta đã lên một gian phòng trong cung điện San Suci của mình ở bên dưới chân núi và tự sát bằng một viên đạn vàng trong khẩu súng lục của ông. Từ năm 1821, pháo đài này đã hoàn thành phần cơ bản và nó sử dụng làm căn cứ quân sự. Có thể hơn cả ngàn quân nhân sinh sống tại đây và trấn giữ toàn bộ cả một vùng rộng lớn. Hãy tưởng tượng bao nhiêu là đội quân xâm lược nếu như kéo đến từ xa thì sẽ bị phát hiện bởi những cái điểm trấn giữ vòng chung quanh chân núi. Với sự báo động đó, các khẩu đại bác sẽ phát huy tác dụng và từ trên đỉnh cao này người ta đã giấu những cái khẩu đại bác ở đằng sau những bức tường thành lớn để khi nó bắn đi thì kẻ địch không có thể nào nhận diện chính xác được vị trí đặt đại bác là ở đâu để đáp trả cả. Những nguyên tắc thông minh này vị vua địa phương đã học được trong thời gian phục vụ và rèn luyện đào tạo ở trong quân đội Pháp.